Cây xuyên tâm liên là loại thảo dược có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã được ứng dụng rất nhiều trong dân gian để chữa các bệnh như viêm họng, sốt, viêm gan, bệnh nhiễm trùng. Đặc biệt, loại cây này còn rất nổi tiếng về hoạt tính kháng sinh rất mạnh của chúng. Cây xuyên tâm liên hay còn có tên gọi khác là cây công cộng, cây hùng hút, khổ đảm thảo, thuộc họ Ojo, là loại cây thân nhỏ, mọc thẳng đứng cao khoảng 1 mét, thân vuông, phân nhánh nhiều cành, lá mọc đói có cuống ngắn, phiến lá hình mát, hai mặt nhẵn, mặt trên màu lục sẫm đen. Hoa nhỏ mọc thành chùm ở nách lá hay ở ngọn cành, hoa màu trắng, điểm những đốm hồng tím, có 5 răng nhỏ, đều có lông. Cây có quả nang dài, hơi có lông mịn, hạt hình tròn, màu nâu nhạt. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể làm thuốc, sau khi thu hái về, cắt thành từng đoạn, phơi hoặc sấy khô. Cây xuyên tâm liên có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó lan sang các nước nhiệt đới khác như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Theo y học cổ truyền, thảo dược xuyên tâm liên là dược liệu có tính hàn, vị đắng. Tác dụng chính gồm có thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, hoạt huyết, giảm phù nề. Trong đông y và kinh nghiệm dân gian đã từ lâu sử dụng thảo dược xuyên tâm liên để trị cảm sốt, ho, cảm cúm, viêm hô hấp, viêm phổi, viêm amidan, viêm tiết niệu, viêm nhiễm phụ khoa, viêm đường ruột, đau nhức mình mẩy, phong tê thấp, mụn nhọt và tăng huyết áp. Ở nước ta, thời kỳ bao cấp, vị thuốc xuyên tâm liên là loại dược liệu đắc lực vì có nhiều tác dụng khác nhau. Trong đó nổi bật là khả năng kháng vi khuẩn, virus và nấm, kích thích miễn dịch chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư. Các nghiên cứu cho thấy xuyên tâm liên có khả năng rút ngắn thời gian nhiễm trùng dù sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với các loại thuốc khác. Xuyên tâm liên còn làm giảm các triệu chứng viêm khớp. Vì vậy mà loại thảo dược này được dùng rộng rãi trong điều trị sốt, viêm, tiêu chảy, thủy đậu, bệnh gan, bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. Và gần đây nhất, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã tập trung nghiên cứu về thảo dược xuyên tâm liên để điều trị vòng dịch, trong đó kết quả rất khả quan. Trong nghiên cứu ở Silico mô phỏng tính toán về các lĩnh vực sinh học y dược trên máy vi tính, về một số cây thuốc có triển vọng phòng chống và điều trị dịch đã được báo cáo, và cây xuyên tâm liên là loại dược liệu được quan tâm và đánh giá cao. Tại Ấn Độ, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường cao đẳng dược GSS cho thấy các thành phần hóa học của xuyên tâm liên có tác dụng chống dịch bằng cách ức chế enzyme protease chính của virus này trên thử nghiệm ở Zydeco. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học ở Indonesia cũng cho thấy xuyên tâm liên có tiềm năng là chất ức chế protease chính của đại dịch. Tuy nhiên, phát hiện này cần được kiểm chứng thêm. Tăng cường miễn dịch là chiến lược toàn cầu để chống lại đại dịch. Thảo dược xuyên tâm liên trước đây được sử dụng rộng rãi để điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp. Nay đã được các nhà khoa học tại Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới nghiên cứu nhằm mục tiêu chống lại đại dịch và các con đường lây lan của chúng. Và kết quả cho thấy các hoạt chất của xuyên tâm liên được xác định là chất chống viêm an toàn và hiệu quả, có tác dụng đối với nhiễm trùng đường hô hấp, có thể làm giảm đáng kể việc sản xuất cytokine và các yếu tố gây viêm trong nhiễm virus. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng vi sinh vật, vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, chống viêm, oxy hóa, ung thư và được đông y dùng để điều trị các bệnh về gan, sốt, tiêu chảy cấp tính, tăng huyết áp, thủy đậu, sốt rét, tiểu đường. Loại thảo dược này hay dùng làm thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh, bế kinh nguyệt. Xuyên tâm liên còn dùng trị các bệnh nấm ngứa ngoài da rất hiệu quả. Sau đây là một số tác dụng cũng như bài thuốc được áp dụng từ thảo dược xuyên tâm liên. Xuyên tâm liên có tác dụng chữa ho do lạnh. Ta dùng xuyên tâm liên 12g, địa cốt bì 10g,
tan bạch bì 10g, cam thảo 8g. Tất cả các vị cho vào ấm đổ cùng với 3 bát nước, sắc còn 1 bát và chia thành 2 lần uống trong ngày, uống lúc thuốc còn ấm, dùng liên tiếp 5 ngày. Xuyên tâm liên có tác dụng chữa cảm mạo, đau đầu. Ta dùng xuyên tâm liên 45g tán thành bột mịn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 2g bột thuốc và pha với nước ấm, dùng liên tiếp 5 ngày. Xuyên tâm liên có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm amidan. Ta dùng xuyên tâm liên kết hợp với huyền sâm, mạch môn, kim ngân hoa mỗi vị 12g. Tất cả các vị cho vào ấm đổ cùng với 3 bát nước, sắc cạn còn 1 bát và chia thành 2 lần uống trong ngày, uống lúc còn ấm và dùng liên tiếp 9 ngày. Thảo dược xuyên tâm liên có tác dụng trị lở ngứa, rơm sảy, mụn nhọt. Ta dùng lá xuyên tâm liên 1 nắm giã nát với rượu, dùng để so, đắp tại chỗ, đồng thời kết hợp cho uống thuốc sắc. Xuyên tâm liên kết hợp với kim ngân hoa, cây sài đất, bèo cái, lá trắc bá, lá tre, mỗi thứ 1 nắm nhỏ, sắc đặc ngày uống 1 thang và chia thành 2-3 lần, dùng đến khi khỏi. Xuyên tâm liên có tác dụng chữa tiểu tiện nhỏ giọt, nước tiểu vàng do nhiệt lâm. Ta lấy 15 lá xuyên tâm liên tươi, rửa thật sạch, để ráo giã nát và thêm một chút mật ong, hãm với nước sôi uống trong ngày và dùng liên tiếp 5 ngày, bệnh sẽ nhanh chóng khỏi. Thảo dược xuyên tâm liên có tác dụng hỗ trợ chữa viêm phế quản. Người bệnh cần dùng xuyên tâm liên phối hợp với huyền sâm, mạch môn mỗi thứ 12g, quả quýt lâu năm, cam thảo mỗi thứ 4g, sắc đặc uống ngày 1 thang và chia 2-3 lần uống trong ngày, dùng liên tiếp 9 ngày. Cây xuyên tâm liên có tác dụng chữa lị trực khuẩn cấp tính, viêm dạ dày, viêm ruột. Ta sử dụng xuyên tâm liên 15g phối hợp với kim ngân hoa, cây sài đất mỗi vị 10g, sắc uống ngày 1 thang. Xuyên tâm liên có tác dụng chữa viêm gan. Ta sử dụng xuyên tâm liên phối hợp với cây sài đất, diệp hạ châu mỗi vị 15g, sắc cùng với 600ml nước, sắc cạn còn đến 200ml nước thì dừng và chia làm 2 lần uống trong ngày, và uống liên tiếp từ 2-4 tuần để đạt hiệu quả cao. Xuyên tâm liên có tác dụng chữa bệnh bỏng. Đối với bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục của bệnh, thì sử dụng xuyên tâm liên 200g, nấu sôi với 500ml nước và dùng nước này để rửa vết bỏng. Thảo dược xuyên tâm liên có tác dụng chữa trị các bệnh ngũ quan như viêm hầu họng sưng đau, viêm mũi sưng, đau mắt, viêm mắt, các bệnh về đường hô hấp, viêm tai. Đối với những căn bệnh này, người bệnh chỉ cần thực hiện một phương pháp rất đơn giản được ứng dụng từ thảo dược xuyên tâm liên, và phương pháp này có thể áp dụng ngay tại nhà như sau. Người bệnh chỉ cần chuẩn bị cây xuyên tâm liên tươi khoảng 40-50g, còn nếu dùng khô thì khoảng 20-30g. Sau đó cho cây thuốc vào nồi đất, đổ ngập nước, đun sôi kỹ lấy khoảng 3-4 bát nước đặc, rồi chia đều và uống hết trong ngày. Nếu là trẻ nhỏ thì dùng với liều lượng ít hơn. Đối với bệnh nhân bị viêm tai giữa, viêm mũi thì cần dùng lá của cây xuyên tâm liên ở dạng tươi, giã nát, lấy nước cốt, rồi dùng nước đó nhỏ vào tai hoặc nhỏ vào mũi. Mỗi ngày làm 2-3 lần tới khi bệnh khỏi, và phương pháp này rất hiệu quả. Thảo dược xuyên tâm liên có tác dụng chữa viêm phổi. Ta sử dụng cây xuyên tâm liên 12g, phối hợp với huyền sâm, mạch môn mỗi vị 10g, sắc cùng với 600ml nước, đun sôi để lửa nhỏ cho đến khi cạn còn 200ml nước thì dừng, và chia làm 2 lần uống trong ngày, mỗi ngày uống 1 thang. Các bạn thân mến, thảo dược xuyên tâm liên vốn là thảo dược được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền, có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau. Và hiện nay đã được làm rõ hơn dưới góc nhìn về khoa học, về công dụng của loại thảo dược này. Thảo dược xuyên tâm liên là một loại thảo dược rất tốt, hiệu quả, nhưng xuyên tâm liên có thể gây ra tác dụng phụ như đau dạ dày, buồn nôn hoặc nôn mửa, hạ huyết áp. Do vậy, trước khi dùng cây xuyên tâm liên để làm thảo dược chữa bệnh,
người bệnh cần tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ. Những trường hợp sau đây không nên dùng cây xuyên tâm liên: phụ nữ mang thai và cho con bú, người tỳ bị hư hàn, người mắc các bệnh liên quan đến sinh sản, đặc biệt là người khó có con, người có chứng máu không đông, người bị chấn thương chảy máu, người sau phẫu thuật, bệnh nhân bị tụt huyết áp, người bệnh đang dùng các loại thuốc chống đông máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc ức chế miễn dịch. Trên đây là một số thông tin tham khảo về những tác dụng của thảo dược xuyên tâm liên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.